Bà, ok, action mới cái tẹt tao năng access control này nè, bà access control list, bà tẹt tao là access control list, chẳng dùng miền diagram, ok, dùng miền diagram, dùng miền router base, ok. Bà, ok, hãy chăm rename router tích này, đặt là router tìm noise. Ok, này router thì ấy, thì page. Này router thì ấy, thì base, ok. Router tầng bay nó khi nhóm tầng này tam và serial interface này, chẳng là mà đâu khi add card serial chỗ bật power hay add card serial chỗ bật power mấy rồi cái này nè router tp next bật power tiền serial mà đắt hay bật power mấy router tp bay đôi cái này bật power tiền serial mà đắt hay bật power ok hãy kiểm tra tam phần này mix size serial chẳng hạn đi chúng ta serial zone ta zone và zone bay đó hạn đi mau serial zone ta zone bay đó này thì chúng ta làm bài đó nó serial zone slash zone slash zone này cứ ấy serial zone slash zone slash ấy zone này ok hai to bị router và tìm mùi mà router tìm bay nít kìm giờ sở riêng xôn ta xôn xa mùi kìm nít kìm giờ sở riêng xôn ta xôn xa mùi đài sở riêng xôn ta xôn xa mùi kìm nít sở riêng xôn ta xôn xa mùi đài ok chẳng bị router tìm bay được tìm bí nít ọc chùm rơi hơi nít router sở riêng xôn ta xôn xa mùi đài nên tao ta sẽ riêng xôn xa xôn xa ok cho nên sẽ riêng xôn xa xôn xa lại xôn càng này cứ sẽ riêng xôn xa xôn xa lại mùi ok này. Ok và trong chắc phần đặt IP ở interface bằng router nè làm bài phần đó là tập hiệp ở về tìm việc liên tục liên tục ok, chúng ta IP ở interface bằng router. Và chân list, chúng ta ơi, mà rồi cao pí, chọc mà rồi học bấy, chọc mùi, slash xam sập. Và hẹn đây slash xam sập là sao pí đi, nay vẫn biết là pí ở trái thì. Cho nên chúng ta IP bằng tốt, mà rồi cao pí, mà rồi học rằm bấy, chọn mùi chọn pí slash sam sắp lại sam đẹp má đấy ok ok càng đi kiếm ơi mà rồi cao pí mà rồi học bảy chọn pí chọn mùi slash sam mấy sam sắp ok đôi khi này càng đi kiếm ơi IP bật top mà rồi cao pí mà rồi học bảy chọn pí slash ấy sam sắp ok 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 tầm bay router tầm bay nâng miên tổng đẹp nâng nếp chúng ta protocol cứ RIP
Verse and tools. Okay, read verse and tools. Okay. Hi, mean but you mean the line piece. Okay, mean line piece. Tom sweet. Nick him Tom sweet die. Hi, you mean server boy. Nah, it's server boy. It's server. Okay. Bà trước nhóm còn lại bị suýt đi từ router tìm mối bị suýt bị router tìm bay mà suýt ai nụ bị ấy router tìm bí tên sở ấy server okay. Nhưng nhóm rename thằng đi suýt tìm mối s1 đi suýt tìm ấy tìm bí s2 đi server nè server okay. Và đặt vào server. Ok. Chúng cái đồng này nè. Chúng to công ta ta mà cường hết. Chúng ta khá phê chẳng. Ok. Chúng ta khá phê chẳng. Ok. Và. Ok. Và trước khi to ta mà cường test. Ok. Chúng computer này chúng ơi IP và rồi cao phí ok nhưng đã IP interface này sẵn này 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 file này số slash số file này số slash số mọi IP rồi cao phí rồi học bấy chọn buồn chọn mùi slash mà phải buồn ok. Ok, đi file is a net zone slash zone đấy. File is a net zone slash zone. Hỏi IP mở rồi cao phí. Mở rồi học một bấy. Chọc pram. Chọc mùi slash. Ở phây buồn. Kháng đi nè. File is a net zone slash zone đấy. IP mở rồi cao phí. Chọc mở rồi học một bấy. Chọc pram mùi. Chọc mùi slash mà phải buồn. Cái đồng rút phép đi riêng miên một môi này đấy này vướng đấy và như bây cả đá lên miên bấy đi buồn đi pram đi pram ấy pram mùi ok chứ mà sớm đi những IP vậy những IP mà rồi cao phí chọc mà rồi không mà bấy chọc buồn chọc phí sao lại bắt slash mà phải buồn đấy. Bởi xứng đi những ai IP ấy mở rời cao phí chọc mở rời học mấy chọc bằng mùi chọc phí slash mà phải buồn và chân cô đau dường cô đồng non dường nè và lại bước kháng đi anh đi chúng ta có thể line 1 và all 1 đi và đại miên lại bước mở rời cao phí chọc mở rời học mấy chọn buôn chọn sổ sổ slash sắm đến mắt slash mà phải buôn đi và dương này dương block và block và block access server để block access server đấy nè ok server và cứ dương block mùi này với tài ấy tài nọ nè dương block mùi này với tài nọ ok chụp kháng đi nè. Ok. Chúng ta này line 2 và đại miên network 100 cao phí chọn 107 chọn ấy 60 chọn số này slash mà phải buồn đi cứ allow to access sorry server. Ok. Hay server này dùng IP 192.168.5.2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 .
rồi cả pi chạy mà rồi học bay chạy đây buồn chạy pi
bà đi phôn kẹt vế chạy buôn chạy mùi đấy buôn chạy ấy mùi sự kể ok và sân nít chạy của môi chạy phí mà rồi cao phí chạy mà rồi học bàm bấy chạy bàm mùi chạy phí đi phôn kẹt vế chạy của môi chạy ấy mùi ok hai sơ vớ chạy bàm chạy phí đấy ok đại phí móc mà rồi cao phí chạy mà rồi học bàm bấy chạy bàm chạy ấy phí đi phôn kẹt vế chạy bàm chạy mùi đấy ok bà ok ok hãy chạm ra phần phích ngọt nếp chấm phần phích rao tờ tìm mùi mốn chấm phần phích in tập phê hay phần phích pro ấy protocol ok và dịp lịch oi ngọt nắng nữa ok lấy phơi rao tờ tìm mùi mốn và phơi rao tờ tìm mùi mốn ok mơ rõ nếp này cho có ba line phê ok dừng định đặt phong về thông tích đó, đọc bốn đó rồi dừng mơ thật chứ bà ok chương lại nhân say nó đó vài phiên thần nó ok chương nhân file của ma này thì này bỏ lần lần mấy đấy I configure dot clear terminal đặt cho mua về mua máu OS over ok sống khán config interface tặng bay này interface serial zone slash zone slash zone đấy IP address mà rồi cao phí cho mà rồi học tạm bấy chạy mũi sạp sạp sắp nhưng riêng ngày mấy nè sắp đẹp mát vì là phạm bày đón vì đòi hải vì là phía nhưng đã ai sẽ hạ là một nước sạp sạp mấy sạp sạp ok ba khó nó sạp đọc interface mũi tiền sở riêng xôn 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 sạp mũi ai phí chạy phí chạy mũi sạp 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 chính con đồ đi mà ấy lấy phí này ok hay nó sạp đấy nó sẽ vào ok interface mới tiết file sẽ đến xong slide so IP address chạy buồn chạy buồn slide phải buồn đấy mà rồi cả phí chạy mà rồi học phẩm mấy chạy buồn chạy mùi slide phải buồn vì là pram vì là pram vì là pram so mà port nó sẽ vào ok exit bà và to móc nhóm phần phích reverse and thu hỏi mất á ok chứ còn bán router ấy rip là version 2 hãy bật cạn này rồi thì mơ này mơ yếu miên bay này miên chạy mua chạy sốt chạy pi chạy sốt hay được chạy buôn chạy sốt nơi cho router ấy ngon nè network rồi cao phí rồi học phẩm mấy chạy mua chạy sốt chạy ấy pi chạy sốt chạy ấy buồn chạy sổ hay cầm ai đi ô tô mà tay sao mà rái nó ô tô ok ok chân lờ router tìm mũi ok phần nắng hay nhông rai với mùi xẻo với đấy ok ok cho một vơ router tìm bỉ nhưng toàn bàn vơ asset control lý đấy nhưng cần phải router ở miền tận đẹp đẹp sẵn ok router tìm bỉ và như vậy điện thần lỗ enable configure dot clear terminal tạo chữ mua mùi mắt là OI2 miền bay interface này interface serial zone slash zone slash zone nè serial này okay. IP ấy cho mua chữ pi slash sạc sạc IP address rồi cả pi rồi học phẩm mấy chọn mùi chọn pi sắp này mắc là sắp sắp pi đợi pram chọn pi đợi pram chọn pi đợi pram chọn pi đợi hải pi ok bà khóc nó chạm vào miền sở riêng mùi tiền nè khẳng cao nè sở riêng xôn phát xôn phát mùi hai pi chọn bay chọn mùi sắp 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 ok chân sở riêng xôn phát xôn phát mùi hai pi chạy bay chạy mùi nè lại đi những đô mà muối lại đi những đô mà ấy, bảy để nó sao đấy sao đó
interface មួយទៀតគឺ file.0/0.5.1/24 okay interface file.0/0 IP address 192.168.5.1/24.5.25.0 bypass port no shutdown okay យើងចាប់ដើមយើង exit បន្តមកយើងចាប់ដើម config reversion អី reversion 2ដើម្បីឲ្យគាត់មានតំណែងដំណើរជាមួយ router ពីរផ្សេងអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹង command router អីរៀបបន្តមកប្រកាស version ជាមួយ command version ហើយដាក់លេខ2ហើយប្រកាស network ពីមើលនេះយើងមាន3 network ដែរ network ចុច1ចុច0 network ចុច5ចុច0ហើយដល់ network ចុច3ចុចអី0ចុច1ចុច0ចុច3ចុច0ចុច5ចុច0អញ្ចឹងយើងប្រកាសទាំង3ហ្នឹងមកប្រើកាពី168ចុច1ចុចអី0មួយទៀតចុច3ចុច0មួយទៀតចុចអី5ចុច0ហើយ no auto បាទអូខេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំរាយវាមួយសេវវាមួយហើយខ្ញុំ skip វាម្ដងវាប៉ុណ្ណឹងសិនយើងមកធ្វើលើ router ទីអីទី3ណាគេធ្វើលើ router ទី3បាទយើងមកធ្វើលើ router ទី3បាទយើង say no enable configure terminal ដាក់ឈ្មោះមួយមកថា R3 មាន3 interface ដែរ interface serial0/0/1នេះខ្ញុំយកកាពី interface នេះមុនអូខេបាទ IP គឺអី192.168.2/30 IP address 192.168.2/30 255 255 252ណាអូខេបាទ port no shutdown ឃើញហាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទ serial មួយទៀត0/0/0.3.2/30ណាអូខេ serial មួយទៀត0/0/0.3.2ហើយ /30អញ្ចឹងយើងក្រមដោនេះដាក់លេខអីលេខ3មក sorry អូខេនេះក្រមដោនេះដាក់លេខអីលេខ3មកអូខេហើយ no shutdownអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះក៏អីអាប់តែនៅសល់ file.0/0.6.1/24 interface interface file.0/0 IP address 192.168.2/24 255 255 255.0 no shutdown អូខេនិយាយអាប់អស់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានកំពេញប្រូអី protocol បាទអញ្ចឹងយើងទៅពី reverse to ត្រូវប្រើ protocol ដូចគ្នាដើម្បីមានតម្លាក់តម្លៃតម្លោកដល់យើងនិយាយភាសាខ្មែរដល់យើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានយល់គ្នាណាគេអញ្ចឹងវិញយើងប្រើ reverse to លើ router ទី1លើ router ទី2អញ្ចឹង router ទី3ក៏ប្រើ reverse to ដែរអញ្ចឹង router អី read អូខេប្រកាសវើអី version 2អូខេតោះមកយើងប្រកាស network ទាំង3បាទតែជាប់នឹង router ណាតែជាប់នឹង router អីទី3នេះមាន network អី .2.0 .3.0 ហើយ .6 ចុចអី .0 ណាអូខេបាទយើងប្រកាស network ទាំង3មក192.168 .2.0 sorry .2.0ចុច3ចុច0ហើយចុច6ចុច0អូខេមួយទៀតចុចអី3ចុច0មួយទៀតចុច6ចុចអី0អូខេហើយយើង save វាមកបាទអូខេដោយសារតែខ្ញុំអត់តង់ config អី access control list អញ្ចឹង computer ទាំង2 line នេះសុទ្ធតែអាចតាក់ទងមកកាន់ server អី server អូខេខ្ញុំតេស្តយើងមើលបន្តិចពី machine នេះខ្ញុំភីងមក serverពីមើលលទ្ធផលទី1 fail ដោយសារអត់តល់ស្គាល់ MAC address ពីមើលលើកទី2និយាយសោះអីសោះសិកូតអូខេ
đôi kia đài là computer nick ping và server ok cây xa hãy xa xe phụ xa hãy xa xe phụ bà ở lâu dương nâng cập phim ấy access control list anh đi block hoặc ai bà server tế tệ đi ai ấy ai là nhà bà chân dương mơ chùm hiên tí mũi dương thơm mình nè chùm hiên tí mũi dương cầm nót traffic requirement chân traffic chùm bàn cầm nót ấy network line 1 này block on our server server hay network tp line 2 này on our server đó chúng nói tí mũi để dương bàn đấy và khi dương cầm nọ và traffic cho ta vào đâu ấy đồng đầu cả và tp và dương chưa rơi ấy và tp chấp đời sang lên khăn mà dương cái việc xóm xóm chiều môi nâng và standard cứ ham để xóm đi vào căn server và ok và chân dương dương pra ấy và dương pra standard access controlling và tí bay dương chưa rơi rao ấy router hay được interface của và chân dương khơi là router tí pi đi lo bò mấy bò port này đại dương với access control ấy controlling và bao nhiêu router là router tí mũi và con na lan vốn thì con ai chạy tới lan ấy thu đại để sao mà nói lấy bia block cho ta ấy tại mà đó chân xong xong một phát cứ router tí pi để dương giờ tôi cần phải nhận xét standard xét tôi liên đằng khách interface này và internet số lại ấy số và bắt đầu bắt cầm nó tự đào chân chỉ khơi tự đào chôn vì router được của chính chính này chân tự đào những cái ảo ok chân dương thưa lửa router tí ấy TP, ok, chẳng bà bị máu và tôi lừa đào tờ TP đấy chôn vào cái lo bò bột đấy ok chẳng những bà ca access list bà ca access list mùi nè chẳng access list đã lên về thì mới ra đặt number và bị mùi đo cao của nó cứ ấy standard chẳng là sao như pra standard thì mình đặt lên mùi và tôi mà tôi đặt ấy và permission và deny permit với cơ địa bàn chắc như mưa tam lẽ khăn để dân trong ban để dân bật lọc ở đây chắc mình đây là deny nó dân permit đó ok chắc kiểm tra deny nhưng đang tha standard sẽ control list filter ban từ lớp IP soft thì chắc đến IP soft ok để IP soft chắc những deny chẳng học cứ cùng mà network vượt chắc mà rồi cao phí cho mà rồi học làm mấy cho buồn cho chạy sổ chân đầm bay đi nai thật óc trong cho môi vai cả mà chân xăm đến ba nhưng xăm phải buồn pi đòi hạp răng bay đòn cho xôn nè vai cả mà nhưng xôn bay đón pi đòi hạp răng tại sao vai cả mà nhưng bạn đang thấy rụp một mốn xôn pi đòi hạp răng buồn đón đọc xăm này đấy để mà chân vai cả mà ấy xôn cho xôn cho pi đòi hạp răng ok và chân dương và ca linh đang môi hạp bà đi nè chân công IP pì chân mùi từ đó chân buôn chân pì rồi hạ buôn nước ra ba hạ ok bà to một tiền bà dân thờ bình à đi chân ra thì nó cứ thờ bình chân ở xe ấy lý lên mùi thờ bình à đi chân à đi đi cứ thờ bình tấn ngọt lương lấy tại đi mùi thì để, lương lấy tại 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 đồng nai vương này nai vương mùi đang này và cao phí đấm cứ ớt bà nhà thì ớt hàm thì ok và chắc bên là bà cao ấy sẽ lý hỏi cứ dân tao apply hay dân cộng đoàn direction chắc dân đang apply lửa ấy file sẽ đem xôn ra xôn để chắc dân sẽ lệnh gì hay tức đoàn biết cứ ấy ảo chạy gì nào ấy và tệ sức kỳ và chắc dân mơ interface file sẽ đem xôn ra ấy xôn để như chưa được interface đấy ok và to mới dừng đặt access list rồi này chân là máy đặt access list nữa thì mình command IP access group nhưng mà group lên mà này list như một con list lên ấy lên mùi chứ giờ bị lên mùi từ đâu biết cứ ấy ảo trên bị đau ấy đau tờ bây giờ trên bị đau tớ nhưng ai đau tờ bị chạy ok ok chân còn đang chọn này bên đây thả ấy mà sân kháng đi à xe mà căn server đi thò mày thò mà đá bắt tay kháng đi cơ ba đấy hà ok
โอเคจังเป็นยังเพื่อให้ complete เซลล์วิพองนะมา rise โอเคจังจะเมื่อจังแต่ไหนยาว high kick มวยดิซอฟมาดิสเดชันนี่มาจะเคย fail นะดิซอฟมาดิสเดชันนี่อัดหามเตะสักสิบผู้จะเมื่อซอฟให้มาดิสเดชันนี่ห้ามเองอัดหามเตะสักสิบผู้จะห้ามแต่เสร็จเสร็จปั้นแต่ไปยังต่างไหนเนี่ยอันนี้ก็อัดบานนะโอเคเราจะเมื่อ simulationมาจังยังไม่ประกอบนะพี่บอฟิเตอร์เลยเนี่ยโอเคยังไม่ได้ชี้ซอสได้ชี้ดิสเนย์เอ้ดิสเนย์มาจังดาวดาวเตอร์ที่ปีมาโอเคเนี่ยมาดาวเตอร์ที่ปีจับดาวเนี่ยจับเลยเนี่ยมาจังยังไม่จับใหม่ head pole เลยมาจับนะโอเคยังไม่เนี่ย head pole ได้ไปจับก็คือไอ้โอเคเนี่ยpackage might criteria of the following statement denies มันคือยัง deny ทั้งออกนั่นน่ะจัง package deny and drop deny and drop deny and drop deny and drop บ่าจังบ่าน่ะจังเคยถ่าย fail นะ fail บ่าโอเคจังบ่าซั่นน่ะจังជ្រើសរើស apply ឡើងនេះណាមានន័យថា line 1ហើយ line 2នេះក៏អត់អាចមានតម្លាក់តុំអីតម្ដងដែរសារមកដល់នេះរ៉ាវទៅវាប្លុកចោលតែអីតែម្ដងទៅហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺបាទ standard asset control list អូខេចុចជា body code បាទ body code